cho chính các anh chị trong hôm nay, các gia đình mới sẽ thiết lập. Điều quan trọng trong cuộc sống, ta xin chúng con hãy luôn luôn sắt kiên mạnh mẽ. Ngày nào còn yêu, ngày nào còn trong tình yêu Chúa, ngày nào trong tình yêu của gia đình và tình yêu dành cho nhau, đó là một sức mạnh không có điều gì làm cho chúng con phải mệt mỏi, phải chán nản và thất vọng. Nhưng khi chúng con không còn tình yêu, không có tình yêu thực sự, thì chúng con sẽ cảm thấy tưởng chừng những điều có cho mình thì không có gì nữa cả. Cho nên với người công giáo chúng ta, xin một lần nữa chúng ta xác tín điều đó để cầu nguyện cho nhau. Và với niềm xác tín đó thì giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức cử hành hôn phối cho các anh chị. Pio Nguyễn Công Hưng Quốc và Anna Huỳnh Thị Ngọc Hân. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Anh Bio 10 người con Hương Quốc, nhìn em anh Huỳnh Thị Hồng Hạnh làm vợ. Em Anna Huỳnh Thị Ngọc Hân xin nhận anh Bio 10 Nguyễn Công Hưng Quốc làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như giúp đỡ Anna khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà chúng con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Anna Huỳnh Thị Ngọc Hân xin nhận lại chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh nhân dân cha và con và thành thần. Anh Bio 10 Nguyễn Công Minh Quốc xin hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân dân cha và con và thành thần. Xin cộng đoàn chúng ta cùng bỏ tay chào Chúa và xin mời các anh chị. Mỗi ngày trong đời sống chúng con, ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ Si-ôn Chúa thương tình luôn chung phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.